Dung xin kính chào bà cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay buổi chủ nhật buổi sáng đó cô chú anh chị thì gia đình Dung là dọn dẹp. Đây là cái ổ heo nhà Dung này. Cái góc bên đó là Dung sạn Dung đang ủi đồ. Rồi đây là phòng khách nhà Dung. Cô chú anh chị. Coi nó bày cái trên cái tủ của Dung á, khi nó lên cái tủ đi tivi mà nó bày đồ chơi của nó đầy vậy đó. Nhà Dung hả, nói ông xã Dung với Dung nói để treo tranh treo ảnh lên đó cô chú anh chị, mà nó quần hoài cái hai chồng làm biến thế rồi không có làm luôn. Sáng nay thì dọn dẹp lau nhà hút bụi rồi này kia. Ở bên Pháp đó cô chú anh chị, lau nhà không phải là lau có cái sàn không đâu, mà tao nói là dọn nhà là phải dọn từ tủ này kia là chùi sập tông hết luôn vậy đó ha. Những người mà kỹ thật kỹ của chú anh chị vô nhà người ta là kiếm một hạt bụi không ra luôn á. Mà nào, bật đèn cái trời nắng lên đó chú anh chị mới thấy bụi dữ lắm. Một nhà vô mới cũng không có ở rảnh cho nên là không có ở không, cho nên là một tuần nhưng mới lau một lần thôi. Còn sàn nhà thì mình hút bụi thường, còn lau thì cứ cuối chủ nhật rồi mới lau thôi. Nhà mình đã tiêu thụ trái cây rồi. Cô chú anh chị nào mà nhớ có một cái video mà Dung đi chợ trời, Dung mua cái gạt tàn thuốc đó cô chú anh chị. Là bây giờ Dung còn đúng hai cái thôi. Khách họ lấy hết trơn rồi cô chú anh chị ơi, mình không phải nói xấu chứ mà khách đũa rồi này kia thì khách họ xin, họ xin là họ mang về cô chú anh chị. Mình nhiều khi cũng cho mà hả, mà có đi có con nít á là bàn đó là nó gom hết luôn cô chú anh chị. Mình không nói gì đi thì bàn nó ngồi đó thì thôi kệ con nít mà. Còn gạt tàn thuốc nè, rồi ly rượu whisky nè. Đến nỗi mà cái thẻ mà để là cái gì, cái bàn mà đặt đó cô chú anh chị cũng rinh luôn. Thiệt khổ thiệt chứ. Giờ mà biết ai đâu nói. Còn gạt tàn thuốc á hả? Dùng hồi trước Dung để ở ngoài terrace đó cô chú anh chị, khách hút thuốc thì khách ra ngoài khách hút. Mà bể rồi nè. Cái này ông xã Dung làm bể nha, chứ không phải khách. Cái này ông xã Dung làm. Thì khách hút ở ngoài đó cô chú anh chị. Rồi xong rồi kinh luôn. Bây giờ Dung có để đi, Dung còn đúng có hai ba cái gì thôi à. Cho nên là bây giờ là không có để ngoài nữa. Để cái keo đó cô chú anh chị, cái keo mứt á, nó hút vô đó đi rồi Dung đổ, Dung có để cái gạt tàn thuốc nữa. Còn mà đi nhà hàng của anh bạn Dung á, nhà hàng gastronomy đó cô chú anh chị, là muỗng nè, nĩa nè, nó nổi cái ly rượu mà còn ginh luôn. mấy bạn kể với nhau á, nói thôi giờ đồ á mình phải canh phục vụ, phải để cái bụi này nè cô chú anh chị, nó để Dung đem ra cái chậu bự hơn nha, chậu hoài nó không lớn nè. Đó, đây là thế giới của ông xã Dung. C'est pas grave, on dit bonjour d'abord, c'est tout. Si tu vas coucher, qu'est-ce que tu fais? Cô chú anh chị, sáng chủ nhật cái à, mình bỏ ly dĩa hết gì đó, cái bắt đầu đi ngủ, xong rồi sáng dậy rồi, tại vì tối hôm qua sếp với Dung rửa chén rồi, cái là bàn giờ ông xã Dung đặt lại đó, là thứ ba bán. Dung cũng tìm người dọn nhà đó cô chú anh chị, nhưng mà mẹ của bạn của con Dung á là đang làm phẫu thuật, cho nên cô ấy chưa có khỏe, là cô ấy nói chừng nào khỏe thì cô ấy mới đi làm được. Tạm thời thì cuối tuần thì Dung bán đông khách thôi, trong tuần thì cũng vắng đó, cho nên là Dung ở nhà Dung làm. Chừng nào mà vô mùa bán đông khách rồi đó, cái cô bạn mẹ của bạn cái con Dung lại làm cho Dung.
họ lại họ lau nhà như vậy không chú chị, chỉ lau không nha là 15 euro một tiếng á, mà có khai thuế nha, khai hết chứ không phải là làm chui. Nó bữa nay đi lau nhà cũng sướng lắm chú anh chị ơi, đâu mà họ lau nhà không phải như cực đâu, tại vì một tuần người ta lại 2 tiếng hay gì đó. Còn ủi đồ cũng là 15 euro một tiếng luôn, mà ủi đồ thì Dung ủi được có nhiều khi để tiết kiệm á cô chú anh chị ơi. Có người á, người ta mua cái xe tải xong rồi cái người ta làm dạng dịch vụ ủi đồ di động đó cô chú anh chị. Đó, người ta đậu ở cái bãi đậu xe nào đó mà phải xin nha, chứ không phải là tự nhiên bãi đậu xe của ví dụ siêu thị hay này kia lũi vô đậu đâu. Mình Dung thấy trên tivi nhà họ nói chứ không phải này mình bịa, thì họ hẹn vậy đó cô chú anh chị, cái người ta đem đồ lại ủi xong rồi cái người ta hẹn giờ lại lấy, y như mà mình đi giặt đồ công cộng vậy đó, mình bỏ vô máy xong rồi cứ đi chợ đi vào canh bao nhiêu phút mình quay trở ra mình lấy đồ của mình thôi. Thì ủi đồ di động nó cũng vậy mà sướng lắm nha cô chú anh chị, cứ hình như là 2 euro một cái một bộ đồ á, một cái áo cái quần là 2 euro cứ điếm vậy đó. Mà trời nguyên gia đình của Dung mà cô chú anh chị thấy là mình giặt một cái máy đồ 10 kg mà một tuần Dung giặt 4 máy như vậy đó là biết bao nhiêu đồ. Cái này á, cái bộ ông thần tài ông lộc thọ này nè cô chú anh chị, là Dung đi cái nhà hàng của cái cô người Việt đó ở Gai Giác á, thì cổ cho Dung cô chú anh chị, tại vì cổ bán nhà hàng á, xong rồi hôm có mấy cái video mà Dung đi mua lại đồ cũ đó, thì cô cho Dung cái bộ này mà Dung chỉ để ở nhà được thôi chứ Dung không có để tên nhà hàng được à, tại vì tên nhà hàng là Dung đã có thờ ông thần tài ông thổ địa rồi, mà ông thần tài ông thổ địa Dung thờ á là Dung gửi trên chùa ở bên Việt Nam á, là kỳ đó Dung về Dung gửi trên chùa ở Việt Nam cho người ta cũng như người ta tụng kinh rồi này kia đó cô chú anh chị, người ta cầu nguyện xong rồi Dung mới đem về bên này Dung thờ. Còn cái này á là cái bộ mình để mình chân chơi thôi chứ Dung không có thờ, nhưng mà tại vì cô nó cô bỏ cho nên là mình thấy tiếc mình đem về đúng không, nhưng mà kệ nó. Nhà bên ba mẹ Dung cũng vậy nữa, là toàn là thờ ông thần tài ông thổ địa mà lụm không á chứ không có xin đâu chứ anh chị không tỉnh. Hồi xưa người ta bỏ ở ngoài đống độn á, còn bãi rác á, cái ba Dung lụm mà đội linh lắm nha cô chú anh chị. Cái Dung ở nhà trọ ở trên Biên Hòa đó, cái người ta dọn đi cái người ta cũng bỏ bàn thờ ông địa lại, cái mình cũng lụm mình thỉnh về mình thờ á, mình tin á thì linh lắm cô chú anh chị, còn mình tin thôi nha. Ê, con chào bà cô chú đi. Xin chào bà cô chú. Xin chào bà cô chú. Nó bài vậy đó cô chú anh chị. Cái tivi á là tại vì ở nhà dưới Dung có một cái, nhà cũ Dung có một cái đó cô chú anh chị, là cái tivi này nè. Thì đem lên đây thì mỗi vô để để mai mốt treo lên tinh tường. Đó, nó bài ở từ tên dưới chân luôn, cái bàn học của nó mà nó bài vậy đó. Ba lau nhà thì Dung mua cái máy này nè cô chú anh chị. Cái máy này Dung mua nó cũng rẻ lắm, Dung mua có 100 mấy chục đồng á, gần 200 đồng à, rẻ lắm. Còn cái máy mà bữa hổm cái ông kia là giới thiệu á, tôi bán hàng máy rồi cô chú anh chị ơi, mà thôi ngán tiền lắm, được chính phủ hỗ trợ 55%, nhưng mà ngán lắm cô chú anh chị ơi. Mà điều á, cái này nó cũng y vậy à, rẻ hơn, xài biết nào mới hư. Y vậy, nó đơn giản của chú anh chị. Dung thấy á, thì Dung lau nền gỗ á, thì nó sập hơn nha. Mà lau nền gạch á, là nó có cái lằn á. Tại vì nền gạch giữa những cái lằn gạch đó của chú anh chị, nó có cái hai cái lằn nối với tấm gạch đó. Cho nên là nhiều khi vướng, còn sàn gỗ nó bằng á, lau rất là sạch luôn. Mà mình lau bằng cái gì ta, bằng cái cây lau nhà nha. Cô chú lau lại bằng cái máy này coi, trời ơi nó đen thui luôn á. Mà điều xài cái máy này sướng lắm, là nhìn nó có ba chức năng nè, nó hút bụi cùng một lúc khi mà lau luôn, rồi nó lau,
rồi nó xả ra xà bông, rồi nó hút khô lên cho mình, rồi lau cái nhà xong chung đi, làm trước làm sau là nó khô, cô chú anh chị, tụi nhỏ nó chạy nhảy thoải mái. Còn mà lau bằng cái gì ta, bằng cái cây lau nhà là phải lau khô cho lại nữa, chứ mấy là nó đi là có dấu chân à. Sạn dễ đó cô chú anh chị, tháo rửa rồi gọn. Mà nếu có bất tiện cái là nó có sợi dây điện thôi, dây điện nó dài lắm. Dây điện nó dài, mỗi lần mình đi mình nãy là mình phải quấn lên, mới là nó vướng. Nên nó phải lau nhà khỏe lắm cô chú anh chị ơi, khỏi phải bắt nước, khỏi gì. Có cái này nè, cái hộp ở trên này nè cô chú anh chị đó, nó có cái nó gọn như vậy nè, nhẹ lắm. Cái hộp trên này là cái hộp nước xà bông, mình đổ vô đây xong rồi hết thì nó báo cho mình cái mình đi chăm thêm thôi à. Hai chức năng thôi, một cái là lau bằng lau thảm, một cái là lau lau nền cứng đó của chú anh chị, nền gạch hoặc là nền gỗ thôi à. Vậy xong có một cái nút đó là mình bấm cho nước xà bông nó chảy xuống, hoặc là mình lau khô thì muốn lau khô mình lau khô, mình muốn lau ướt đó thì bấm cái nút này cho nước xà bông nó chảy xuống là vậy là xong, rất là đơn giản luôn á. Cái máy này là hôm Dung đi Paris đó cô chú anh chị, ông xã Dung mua cho Dung đó, ở nhà ông mua á. Ăn bánh mì á cô chú anh chị, cái cắt cái vụn bánh mì á, cái nó rớt xuống là giờ màu dơ. Đó là ngày chủ nhật của Dung đó, bây qua quay lại cái tới trưa rồi đó cô chú anh chị ơi, cứ bắt đầu đi nấu cơm, lau nhà xong cái đi nấu cơm, cái quay xong cái ủi đồ. Được cái là con Dung nó không có mè nheo, không có nẹo ăn sáng xong rồi kia bắt đầu thải cho nó chơi vậy đó cô chú anh chị ơi, nó không có đeo nó không có quần quần dưới chân đâu, hai đứa nó chơi trong phòng vậy đó. Dung cũng xin dừng cái video tại đây và Dung xin cảm ơn bà cô chú anh chị và các bạn rất nhiều. Quay video riết rồi Dung qua làm, Dung biết quay gì luôn cô chú anh chị ơi, không, mình không có đi ra ngoài được, trời á thì lạ lắm nên là làm biếng nữa. Dung ơi xin chúc cho bà cô chú anh chị có kỳ nghỉ cuối tuần chủ nhật vui vẻ bên gia đình nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại trong video lần sau.